5 cách đánh ghen có 102 của phụ nữ thông minh khiến chồng phải nể phục. Chẳng phụ nữ nào lại mong người yêu hay chồng mình có nhân tình. Tuy nhiên, ta phải luôn chuẩn bị tâm lý để đối mặt với trường hợp xấu nhất. Sau đây là những cách trả đũa khi bị đàn ông phản bội, khiến ta được hả hê và chàng thì chỉ biết ngậm ngùi vì hành vi sai trái của mình. 1. Làm ngơ trước đối phương. Khác hẳn với vẻ ngoài hối hận, đau khổ và dằn vặt khi bị phát hiện lăng nhăng, cánh đàn ông lại rất tự mãn về những gì mình đã làm. Tất nhiên, kẻ lừa dối sẽ tự mãn, bởi ngoài bạn ra còn có đàn bà khác quấn lấy họ. Họ hoàn toàn làm chủ tình thế, nhưng phụ nữ lại rơi vào thế bị động. Vậy nên, thay vì khóc lóc, van xin đàn ông quay lại, hay kể khổ với mọi người, thì phụ nữ nên học cách phớt lờ kẻ bội bạc. Hãy chấm dứt với người đàn ông không xứng đáng. Bạn sẽ nhận lại sự thanh thản, bình yên cho tâm hồn mình. 2. Khiến bản thân trở nên xinh đẹp. Thay vì đánh ghen hay sống mãi trong đau khổ, dằn vặt, chị em hãy thức tỉnh để sống cho mình. Hãy gác quá khứ đau buồn sang một bên. Làm bản thân trở nên xinh đẹp là cách trả đũa ngọt ngào nhất. Tưởng tượng cảnh cả hai giáp mặt nhau ngoài phố. Chàng ngạc nhiên về sự mới mẻ, xinh tươi và thời thượng của bạn. Chắc chắn khi về nhà, gã sẽ tiếc hụi hụi vì đã đánh mất bạn. Không chỉ khiến đối phương tiếc nuối, phụ nữ biết làm đẹp còn là cách tạo cơ hội gặp gỡ những người đàn ông tốt hơn cho mình. 3. Luôn hạnh phúc trên Facebook. Tâm lý chung những cặp đôi đã chia tay vẫn luôn dõi theo trang cá nhân của nhau. Bạn đừng để đối phương nhìn thấy những status than thở, u buồn. Không đáng đâu đàn bà ạ. Hãy sống hạnh phúc, vui vẻ bên hội bạn thân và trải nghiệm những vùng đất mới, kết giao với những người bạn mới. Hãy để đối phương thấy rằng, sau khi chia tay hắn, bạn vẫn sống vui, sống tốt, yêu đời và tràn trề năng lượng. 4. Không để lộ sự đau khổ trước người khác. Sau khi bị bội bạc, bạn phải mất một chút thời gian để bình tâm và dần trở về cuộc sống bình thường. Vậy nên, trước khi lấy lại tinh thần, bạn đừng để lộ sự đau khổ, đáng thương của mình trước mặt người khác. Hãy cố gắng kiên cường, bản lĩnh và xuất hiện xinh đẹp trước mọi người. Đây mới là cú tát thật mạnh, giáng thẳng vào má kẻ bội bạc kia. 5. Không tự đóng cửa trái tim mình. Người bị phản bội luôn phải chịu những thương tổn, đau đớn mà người khác khó lòng hiểu được. Tuy nhiên, đừng vì đau buồn trong quá khứ mà tự tước đi cơ hội được hạnh phúc của chính mình. Nếu có một chàng trai tử tế, yêu thương và đối tốt với bạn, bạn cũng rung động trước họ, thì đừng ngần ngại trao cho họ tình cảm. Người cũ sẽ phát điên khi nhìn thấy đối tượng mà bạn đang yêu hơn họ mọi mặt. 7 cách khiến đàn ông có chết cũng không dám phản bội bạn. Đàn ông sẽ một lòng một dạ, cả đời không dám phản bội nếu phụ nữ hiểu được tâm lý, nắm bắt được suy nghĩ và mong muốn của họ. Thứ nhất, nhất định phải có sự tôn trọng. Đàn ông luôn có cái tôi rất lớn. Họ luôn có nhu cầu được tôn trọng, nhất là từ người mình yêu. Có một sự thật là phần lớn đàn ông ngoại tình đều có chung một điểm chung là họ không được vợ tôn trọng. Dù rằng trong hôn nhân không thể tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã, nhưng dù trong trường hợp nào cũng nên giữ sự tôn trọng nhất định cho nhau. Đàn ông càng nổi giận thì phụ nữ càng phải biết cách lấy mềm thắng cứng.
khi chồng biết vợ tôn trọng mình, thì anh ấy cũng sẽ học được cách tôn trọng vợ. Đàn ông nào cũng mong vợ cho mình đủ sự tôn trọng để trở thành người đàn ông lớn trong gia đình. Thứ hai, bớt càm ràm đi. Phụ nữ thường vô thức có thói quen càm ràm mà không hề nhận ra. Với đàn ông, nói nhiều đôi khi không phải là cách quan tâm họ muốn từ vợ. Nhất là khi đi làm về đã mệt, còn phải nghe vợ nói hết chuyện này đến chuyện kia. Đàn ông cần một phụ nữ hiểu chuyện, biết điểm dừng trong việc nói năng và lắng nghe sẻ chia nhiều hơn. Khi vợ thấu hiểu điều này, họ cũng sẽ học được cách hiểu vợ. Làm thế nào để không vô tâm khiến vợ buồn? Có thể cùng nhau thông cảm thế này, vợ chồng sẽ tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Thứ ba, biết khiến đàn ông sợ đúng lúc. Phụ nữ đừng hiền quá mức, đàn ông sẽ không biết sợ. Cũng đừng giữ quá đáng, đàn ông sợ cũng sẽ có lúc làm liều. Phụ nữ càng khôn ngoan, càng phải biết cách khiến đàn ông sợ đúng lúc. Có thể dịu dàng nhẹ nhàng khi chiều chuộng chồng, nhưng vẫn có khi chỉ im lặng thôi cũng đủ khiến chồng thấy sai. Sự im lặng của một người vợ tinh tế phải vừa khiến chồng sợ lẫn cả nể. Vì vậy, nhất định phải biết dùng đúng lúc. Im để răn đe, im để đòi hỏi sự tôn trọng, im để cho chồng cơ hội, hay là im để chồng tự nhận lỗi. Phụ nữ khi biết dùng sự im lặng của mình đúng lúc, đàn ông không bao giờ dám phản bội. Thứ tư, nhất định không thể là phụ nữ xấu. Phụ nữ đẹp khi còn trẻ, ai cũng làm được. Chỉ đến khi có con rồi, bù đầu với gia đình, làm đẹp là đôi khi quá khó với phụ nữ. Nhưng nếu chỉ biết hy sinh thời gian, mọi thứ vì gia đình, sẽ đến lúc phụ nữ đánh mất bản thân, dẫn đến chồng ngoại tình, gia đình đổ vỡ. Đàn ông luôn yêu bằng mắt, và bạn là phụ nữ thì nhất định phải đẹp. Dù bận rộn cấp mấy cũng nên dành thời gian chăm chút bản thân. Không thể là phụ nữ xấu trong mắt chồng. Đẹp là đặc quyền của phụ nữ thì nhất định phải tận dụng, phải lấy đó là vũ khí của riêng mình để bảo vệ bản thân và cả hạnh phúc gia đình. Hơn hết, phụ nữ đẹp không chỉ để chồng ngắm, mà còn khiến mình tự tin và sống vui vẻ hơn. Để ngắm gương cũng thấy hài lòng, ra ngoài cùng chồng cũng thật hãnh diện vì bản thân. Có như thế thì người đàn ông bên cạnh mới sợ mất mình, mới không dám bội bạc. Thứ năm, tự làm phong phú hơn cuộc sống của mình. Một người phụ nữ, đàn ông khao khát, luôn là người tự có một cuộc sống phong phú. Có nghĩa là cô ấy không cần một ai khác khiến bản thân vui, mà vẫn tự tìm hạnh phúc và hy vọng cho mình. Điều đàn ông muốn sở hữu chính là một người phụ nữ sẵn có một cuộc sống đáng để người ta thèm khát. Phụ nữ càng phụ thuộc vào đàn ông, càng trở nên kém hấp dẫn trong mắt chồng. Hãy làm mới và phong phú chính mình bằng việc mở rộng cuộc sống, làm điều mình thích, theo đuổi đam mê của bản thân. Đừng để chồng thấy cuộc sống của bạn chỉ có chồng. Anh ấy sẽ có áp lực hoặc ỷ lại vào tình cảm hy sinh của bạn. Hãy theo đuổi thành công mình mong muốn. Để đứng cạnh chồng, bạn vẫn quyến rũ theo cách của bạn. Thứ sáu, bí ẩn là điều không thể thiếu. Phụ nữ có thể giữ trái tim đàn ông đến tận đời, nhất định phải có chút bí ẩn làm vũ khí. Vì đàn ông luôn là những kẻ thích chinh phục. Họ sẽ nhàm chán khi có quá nhiều hay biết quá rõ. Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết giữ vài điều lại cho riêng mình. Để đàn ông cứ tò mò,
cứ tìm kiếm đến tận cuối đời. Thực tế hơn, chính là phụ nữ nên tìm kiếm những suy nghĩ, cách đối xử khiến chồng thấy ngạc nhiên và thú vị. Từ đó, bạn sẽ trở thành một ẩn số đầy bí ẩn, khiến chồng hứng thú không dứt. Cuối cùng, phòng ngủ phải luôn có lửa. Phòng ngủ là nơi không bao giờ được thiếu lửa với vợ chồng. Phụ nữ nên biết cách giữ lửa trong chuyện thân mật. Đừng để đời sống hôn nhân nhiều thực tế làm dập tắt đi ngọn lửa quan trọng này. Phụ nữ nên có những kỹ thuật để khi gần gũi, chồng càng say mê. Để đến những khi mỏi mệt, anh ấy vẫn mong muốn bên bạn. Khi có thể chinh phục được đàn ông khi trên giường, phụ nữ dễ dàng điều khiển họ khi bước xuống giường. Một người phụ nữ, đàn ông cả đời không dám phản bội, sẽ là người anh ấy luôn say mê từng tấc cơ thể, từng hơi thở ánh mắt khi gần nhau.